Pochettino dẫn dắt PSG từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Trong thời gian này, nhà cầm quân Argentina có cùng lúc hai thủ môn đẳng cấp thế giới, gồm cầu thủ hay nhất Euro 2020 Gianluigi Donnarumma và Keylor Navas, người từng đoạt 3 Champions League cùng Real Madrid. Pochettino thừa nhận việc có nhiều cầu thủ giỏi ở mọi vị trí sẽ tăng khả năng cạnh tranh lành mạnh trong đội, trừ vị trí thủ môn. Tại Paris, tôi có hai thủ môn hàng đầu, Donnarumma và Navas, ông nói. Mọi thứ phụ thuộc vào đặc điểm, phong cách thi đấu, chuyên nghiệp và cá nhân. Điều tôi thích là có những cầu thủ giỏi nhất và những người có thể tương thích với nhau. Tại Paris, tôi thường xếp Donnarumma bắt chính 2 trận và Navas 2 trận. Điều đó có thể, nhưng rất nguy hiểm. Sau thời gian luân phiên thi đấu, Donnarumma giờ trở thành thủ môn số 1 của PSG. Navas chuyển tới Nottingham Forest theo diện cho mượn nửa cuối mùa trước và chưa ra sân lần nào khi trở lại PSG hè này. Khi gia nhập Chelsea hè vừa qua, một trong những vấn đề mà Pochettino quan tâm đầu tiên là vị trí trong khung gỗ. Ông đẩy cả Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga rời câu lạc bộ, đồng thời tuyển mộ và trao suất bắt chính cho Robert Sanchez. Dự bị cho Sanchez là Jordie Petrovic, thủ thành Serbia cũng cập bến Stamford Bridge hè vừa qua nhưng chưa ra sân lần nào. Việc câu lạc bộ xác định ai là thủ môn chính là điều tốt, Pochettino nhấn mạnh. Nhưng trong bóng đá, các huấn luyện viên muốn cải thiện và có những thủ môn với cá tính, phẩm chất khác nhau. Khi đó, điều tiếp theo là xem thủ môn phản ứng với việc phải dự bị thế nào. Trái ngược với Pochettino, Arteta